Rồi xin chào mấy bạn. Bây giờ là tới tuyển bông nè. Tới hôm nay vẫn chưa tuyển bông nè. Nè mấy bạn thấy nè. Rồi mình đi qua tới nơi mình hướng dẫn cho chủ vườn tuyển bông. Tức là như thế này nữa bạn. Một nhánh như thế này thì mình để hai trái à. Thì ưu tiên để 40 bông thôi. Mà bạn thấy bông nè. Này bông cái nè. Nó thì ưu tiên là bỏ những cái chùm gơi gơi nhỏ nhỏ này trước, mấy cái bông nhỏ nhỏ này nè. Là bỏ trước nha. Và sát trong đây là bỏ trước. Rồi chừa cho mình từ từ trong nhánh này ra khoảng 2 tấc, 2 tấc tới 3 tấc là từ ngoài này để ra là đẹp nhất. Và từ đầu ngọn cho vô. Thì bây giờ nó rất là nhiều rồi. Nè, cái nhánh cấp 2 này mình để mấy bạn để cho mình 2 chùm thôi. Ưu tiên bỏ mấy nhỏ này trước nè. Nè để mình làm cái giờ mình hướng dẫn tuyển bông nha. Tới hôm nay chủ vườn chưa tuyển gì hết. Đó, đợi mình qua mới mới dám tuyển. Nè, đó. 3 chùm thôi được rồi. Đó, 3 chùm thôi. Thì nó khô chùm, nó xỉu chùm, nó rụng chùm. Nó rụng 2 chùm đi nữa. Nó còn lại vẫn ok nè, cái này nó quá cho dày nè, tại vì cái bông này nó mới có 1% thôi, nó sẽ còn bự gấp 10 lần bông này nữa. Thì mấy bạn thấy xem nữa, nó xè bằng tay mình nè, thì chỗ đâu mà mình chữa hết. Thì bây giờ mình ưu tiên mình bỏ nè, đó cứ mạnh dạn bỏ bình thường nha, bông mình đi rất là dư rồi đó. Mà nào mình làm tốt hết nè đó, khi nữa hai bông này mà bự với nhau nó sẽ đụng nhau nữa, mấy bạn không tiện nó sẽ rụng lóng dữ lắm. Khách hàng hỏi mình là tại sao bông nó hay rụng lóng, tức là cây trồng của mình á, mấy bạn tỉa đàng hoàng thì nó không rụng lóng, còn mấy bạn không tỉa tự động cây trồng sẽ phải đào thải nha. Thì mình chọn á, mình tỉa sát luôn thì mình chọn được những chùm bông, còn mấy bạn để nguyên một chùm một đồ như thế này thì nó sẽ muốn rụng chùm này thì rụng, muốn chùm này rụng, tại vì nó xả sinh lý mà, sinh lý thì nó xả tự nhiên đó, mình không chọn lựa được. Này này, hai chùm này nè, chắc ăn phải bỏ một chùm này. Bây giờ cái chùm này với cái chùm này nó gần nhau quá thì mình bỏ cái chùm bự này đi, mình lấy là chùm nhỏ nha. Chị nó mang 3 chùm này mà nở lên là bảo đảm một ít cái nhánh này. Đây nè, mấy bạn nhìn nè. Đó, chưa tỉa gì hết. Nè, thấy không? Đó, giờ ưu tiên là bỏ những cái chùm gơi gơi nhỏ nhỏ này nè. Đó, mình chờ những chùm bự. Đây, bông này. Đó, mình cũng chưa tỉa gì hết nè. Đó. Đợi mình qua mới dám tỉa. Giờ ưu tiên tỉa những bông lá trước nha. Tỉa những bông lá trước, chờ những bông tròn. Đây, qua nè, thêm nhánh nữa. Nè, mấy bạn thấy không? Tới hôm nay vẫn chưa tiễn nè. Nào, ưu tiên mình bỏ những chùm gơi này trước nè. Chùm gơi này mình bỏ trước. Sát chân thằng là bỏ luôn. Rồi mình chờ chùm này. Chùm này. Ngoài kia mình chờ hai chùm mới được rồi. Bông lá nào ưu tiên là bỏ nè. Nghe không? Đó. Sáng nay mình làm, bây giờ mình hướng dẫn tổng thể luôn. Đó. Nó nở ra là bắt đầu nó bắt chịch chứ. Tại nó còn gấp 5, sắp 6 lần những bông nhỏ này. Con ốc hương này nó ăn cái bông mình nha. Ốc hương này nè. Gặp nó bắt lại ngưng đi. Dục đi. Này lật cái bông lá bỏ. Nè bông lá lật bỏ. Tại vì mình còn rất là nhiều sự lựa chọn nhưng từ những bông này. Nè. Giờ mấy bạn lựa cho mình cái chọc bông. Cái chọc bông nó mập gì nè. Cái chọc bông nó mập. Và cái bông nó cái cuốn bông nó bự thì mấy bạn vừa giữ lại, còn những cái chọc bông mà nó ốm nằm gơi gác thì mình bỏ nha. Nè. Bỏ chọc bông rồi. Và những cái bông lá ngoài này nè là mình lật bỏ luôn nha. Cành nào mà nó nhỏ đó mình bạn mấy bạn thấy không nó nổi trái đó thì mình cứ bỏ. Rồi chừa lại nhiêu thôi. Rồi qua cái tiếp theo nè. Nè ngoài này là bỏ hết nha. Cái nhánh này nó được bao chùm bông thì mình chừa tới đây thôi. Những nhánh ngoài này là bỏ hết. Đợi cho nó đậu trái, nó đậu ở trong, mình khỏi chổi khỏi cột. Còn nó ra tới ngoài mệt lắm nha. Đây qua đây mình quay lại đi cực sáng. Nè mấy bạn thấy không? Chưa tiễn bông gì hết nè. Đó. Bây giờ mình làm thêm một nhánh nữa nha. Ngoài này là bỏ đi. Ngoài này là bỏ nè. Nè những chùm bông có lá ưu tiên là bỏ trước. Rồi bỏ ở đây. Bỏ những chùm nhỏ nhỏ gơi gơi trước. Nó còn bự gấp mấy lần như thế này nữa à, mình không tiễn thì nó thì nó dày kín bít hết. Và mình không tiễn thì cây trồng mình nó sẽ tự đào thải. Nó không im, nó không tốt như mình chọn. Nè mấy bạn thấy nó rụng rồi nè. Bỏ luôn. Đó. Rồi chừa nhiêu thôi là ok. Đó. Nhiêu đây thôi nữa nó bự lên nữa mấy bạn thấy. Bít chịch hết. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chùm mà. Nếu mà vườn mình chờ 4 chùm mà. Còn vườn chủ vườn thì mình không nhắc tỉ sát tay nha. Có chùm bông lá bỏ. Và những bông nhỏ mới lú hay sao mấy bạn tước luôn. Mấy bạn đi mấy bạn tước luôn ha. Nè. Đó. Nè, ở đây cũng chưa tỉa nè. Ở đây cũng gì nè. Những bông lá này thí dụ cành này mà nó không có bông nhiều. Bông lá này thì mấy bạn giữ lại được luôn. Giờ mấy bạn lật mấy lá là bỏ cho mình. Là vẫn ok bình thường. Nha. Đó. Đặt mấy lá bỏ, nhắn để bông bình thường. Này bên kia nữa.
chưa tuyển gì hết. Đây mình qua đây mình hướng dẫn mình tuyển đó. Thì mình hướng dẫn mà mình nói gì chứ mình hướng dẫn xong rồi về chủ vườn cũng quên à, thì mình làm cái video tổng thể để có quên bật lại coi, chia sẻ cho nhiều bà con làm luôn nha. Tức bỏ đi mấy cái nhánh này đâu có nuôi cá nữa đâu, tức bỏ hết nè. Nó thấy không, nó có tình trạng nó khô rồi nè, do cái nhánh này, thí dụ nhánh này 5-6 chùm bông rồi mình không tỉa thì nó rụng 1-2 chùm là bình thường, nó rụng có nhiều khi nó rụng tới 3 chùm luôn, nó còn là 1-2 chùm mà là vẫn bình thường. Đó là do tự nhiên do cây trồng mình đào thải nha, nhà mà mình không tiễn á nó đào thải kinh khủng lắm nha. Còn mình tiễn xong sát rồi đó là nó ít có đào thải, nhưng mà làm gì tiễn sát được, nhát tay lắm, không những tiễn sát đâu, nhưng mình tiễn sát thôi. Những chủ vườn mới năm đầu á làm gì người ta dám tiễn sát được, người ta sợ, tâm lý chủ vườn mình là sợ trừ hao, đùm này không đậu, đùm này không đậu, đậu đùm này. Nhưng mà để càng nhiều nó càng dở. Mấy bạn chịu cho mình đúng 3-4 chùm thôi, bông đẹp cực kỳ và đậu, chỗ nào đậu chỗ đó là mình chọn luôn, mình chọn bông thì chọn những vị trí trái luôn ha. Nó muốn đậu là nó đậu, nó không đậu là không đậu, không chứ không chuyện trừ hao nha mấy bạn, trừ hao nó còn tệ nữa. Đây, bên đây nè cũng chưa tiễn gì hết nè, nhìn cái nhánh cấp 2 này ha, là mấy bạn để cho mình 2 chùm thôi, 3 chùm thôi, ưu tiên là nhỏ nhỏ bỏ trước nè, đó bỏ luôn nè, bên này bỏ luôn nè, đó chờ lại như thôi, rồi chờ 4 chùm bông thôi, nữa nó cũng 2 chùm nữa, hai chùm này đậu 2 trái là êm đẹp rồi. Đó. Mình tỉa ra đặng cho bông tập trung dinh dưỡng nuôi những bông còn lại, cây tập trung dinh dưỡng nuôi những bông còn lại thì bông nó rất là đẹp nha. Còn mình để luôn tuần như là không ổn. Ngồi đây quay lại. Nè, hiện tại giờ đã dỡ bạc rồi thì tưới dưỡng rễ và bón hữu cơ rồi thì đất này á mấy bạn cứ thấy khô thì mấy bạn tưới. Đây nè, nó hiện tượng khô bông nè. Thì tại sao nó khô? Nhánh này nó còn lại nè, nó khô 2 chùm này, 2 chùm bông nhỏ này, thì nó còn lại 1 chùm, 2 chùm, ngoài này còn chùm nữa 3 chùm, những cái bông nhỏ này nữa nè. Đó. Nó khô, cho dù nó khô hết nó giữ lại 1 chùm này, 2 chùm này là ok rồi ha. Đó, đây nó khô nó rụng nè, đó do mình nó còn nhiều quá nhiều thì cây trồng nó phải tự đào thải đặng nó nuôi những cái bông còn lại. Nè mấy bạn thấy không, nguyên cái chùm này độc tỉa gì đâu nè, tỉa bông như thế các bạn. Nè. Đó các bạn thấy không? Đó, phải tiễn ra. Nè, những cái nhánh này là mình chỉ 4 chùm bông thôi. Ưu tiên tiễn bông gơi này nè. Đó, bông gơi bông nhỏ này. Chùm bông bây giờ chưa lại. Nha. Bông lá có bỏ luôn. Đó. Tiễn ra. Rồi bên này còn gơi lư hết nè. Đó ha. Mấy bạn không tỉa là nó xỉu nè. Cái này nó xỉu rồi nè. Đó. Nha. Nè. Đó, rồi thấy không? Đặt vào những con bự này bỏ nha. Tiễn bớt ra đi, mấy bạn. Nguyên một chùm quá trời bự rồi. Mấy bạn để như thế á, nó sẽ bị sâu. Tỷ lệ sâu rất là nhiều, mình phun thuốc sâu nó không trúng, nó cũng ăn cái bông của mình, ăn cái trái của mình. Đó, mình để lề thưa ra. Thứ nhất là hạn chế nấm bệnh, hạn chế sâu, nha. Đó, rất là tốt. Rồi, ok. Con nhìn nè, đó còn cái thinh nè, nè thấy không, nó có xỉu nè, là nguyên chùm bự quá, nguyên chùm mày bự, nó xỉu quá nè, đó, nó xỉu quá nè, đó còn đây nữa nè, nó có xỉu nè, là bình thường nha. Nó cái trồng nó đào thải đó, tự bỏ đó chứ không có gì á. Đó mấy bạn thấy không, trừ khi một nhánh này nó 1 chùm một mà nó xỉu luôn, nó có vấn đề. Còn nó nhiều chùm như thế này mà nó xỉu 1-2 chùm, 3-4 chùm là bình thường nè. Các bạn không tỉa bắt đầu nó cũng tự do nè. Nó cũng nè. Đó, thấy không? Mình chọn bông đi chứ đừng để cây trồng chọn nha. Cây trồng chọn nó dở lắm, nó rụng cái nào nó rụng mà. Những gì chứ im nó rụng. Mình chơi những gì như gì đầu cành á, mình chọn nó cực lắm. Nè nó xỉu nè. Ha. Đó. Đó thấy không? Rồi ok nha. Đó, nó phải xỉu thôi, tại nó quá nhiều bông mà. Đó. Nè, tới trên đọc nè. Rồi ok nha. Hiện tại là gió bắt vô rất là mạnh rồi. Thì những vườn mà đậy tháng 8, tháng 9 mà tới nay chẳng chưa ra bông thì đây tới cuối tháng sẽ bông hết nha các bạn. Nếu đế với cái nắng như thế này, đặng nắng như thế này được vài ngày nó là ra bông hết à. Đó. Ừ. Năm nay á, đa số là mình làm cái cơi này đang mình đón cái tiết gầm tháng 9. Nhưng mà năm nay gầm tháng 9 á, cái tiết nó yếu xìu à. Đó. Nên bà con mình thất bại.
hơi vất vả về cái tháng 9 này, nhưng mà gió bắt lên rồi, có nắng lại rồi thì nó sẽ ra bông thôi ha. Tại vì thuốc mình đã đủ hết rồi thì bà con cứ yên tâm, mình quýnh đúng bài hết thì cả nào cũng phải ra thôi, cho dù mấy bạn dở bạc các bạn tưới nó vẫn ra bình thường đó. Mình nhìn bông nè, vô gặp bông lá là lật liền đó nha. Do mình không tỉ, nhìn bông nó không đẹp, nhìn nó lung tung hết và nó rụng lóng tự nhiên nên nhìn nó không đẹp, nên mình tiễn là đàng hoàng, đẹp cực kỳ lắm. Và sau này á, cái bông này mà nó bự lên chút xíu này và nó xanh là nó không rụng, còn hiện tại nó rụng dữ lắm nha, hiện tại là bông này nó rụng lắm dữ lắm và nó khô dữ lắm rồi. Ok.